Đây là cảnh behind the scene khi mà các bạn vâng đang chờ để được vào quay. Vâng, thôi chào các bạn, không quay các bạn nữa đâu. Ở đoạn giữa là ba bạn nữ, vâng cũng chưa rõ là nữ hay nam nhưng cứ tạm gọi là nữ đã. Vâng, đang giơ tay lên, hai bạn nữ ôm nhau, vâng cứ tạm thời là như thế. Đây vâng, hai bạn nữ ôm nhau còn bạn nam thì đứng một mình, vâng cứ thế đi. Thôi qua rồi. Vâng, những gương mặt thân quen mà xuất hiện trong clip, ngoài cái clip ra thì chắc là các bạn còn lâu mới được gặp, thế cho nên là chúng ta hãy nhìn cho kỹ.